Hello, xin chào anh em. Đầu năm cửa hàng lại nhập được ít dây, nói chung là số lượng cũng không nhiều đâu. Đó là những sợi dây AV hàng tồn kho của Đức. Những dây này thì cửa hàng vẫn bán những năm trước, nên là anh em nếu anh em nào đã mua thì cũng sẽ biết là chất lượng của nó tốt như thế nào. Giá tiền thì rất rẻ thôi, nhưng chất lượng thì tuyệt vời luôn anh em ạ. Đó, giá cửa hàng báo cho anh em chỉ 230.000 một dây, một bộ dây anh em nhá, một bộ dây. Mỗi vế hai đầu. Đấy. Dây này thì nó dài 1m9, 1m8. Đấy, 1m8. Dây đúc của nhà máy, dây đúc của nhà máy anh em nhá. Đó. Thì anh em có thể thấy là cái chất liệu của dây này nó cực tốt này. Đó. Cái sợi dây nó dày dặn, nó chắc chắn. Vì cái độ truyền tải về chất âm nó sẽ rõ ràng sắc nét so với những dây kém chất lượng. 230.000 một dây bao ship anh em nhá. Và đây cái điểm nhấn của dây này anh em có thể thấy này, cái đầu mạ vàng và nó dày dặn. Nó cực kỳ dày dặn anh em nhá. Anh em bóp không được đâu. Trừ khi anh em lấy kìm mới bóp được. Đó. Cái tay ông nào khỏe thì bóp móp được. Thì anh em phải so sánh những cái dây kém chất lượng thì những cái đầu này nó rất mỏng manh. Anh em cắm vào nó gãy hoặc nó bị vỡ nát ra thì anh em sẽ bị mất tín hiệu, bị sôi ù. Đấy. Sôi ù là điều đương nhiên rồi. Thì anh em mua những cái dây xịn này thì anh em dùng nó sẽ rất là ok. Không có vấn đề gì khi anh em cắm. Anh em dùng nó sẽ sướng và không lo ngại gì với việc chập chờn tín hiệu đấy. Cái sướng của cái dây xịn nó như vậy. Mà cái giá tiền anh em bỏ ra thì nó chỉ gấp đôi hoặc cùng lắm là gấp 3 so với cái giá tiền anh em mua những cái dây rẻ tiền anh em nhá. Nó gọi là đắt sắt ra miếng. Đấy là ý muốn nói từ đắt để so sánh với loại dây rẻ anh em nhá. Chứ còn thật ra loại dây 2-300 này nó vẫn là thuộc loại rẻ tiền. Nên là anh em khỏi phải nghĩ. Đấy, 230.000 một dây. Đấy. Mỗi vế là hai đầu. Dây đúc nhà máy anh em nha. Nó xịn sò lắm anh em ạ. Bán không biết bao nhiêu dây rồi. Nay đầu năm cửa hàng lại lấy được về ít anh em ạ. Cái đầu này nó chắc chắn này, nó dày dặn. Nó không bị lỏng lẻo khi anh em cắm. Và cái truyền tải dây nó tốt. Lõi bên trong cái sợi này nó tốt mà. Đấy, đấy thì quay clip báo anh em như vậy. Anh em vào nhu cầu cửa hàng gói gửi bưu điện hoặc cái gì đấy cho anh em. Xin cảm ơn. Số lượng dây này cửa hàng bán quá nhiều từ những thời điểm trước rồi. Hôm nay lại có lại đăng lên này, anh em cùng xem. Dài tầm 1m8, 1m9 anh em nhá. Dây của nhà máy thì nó có cái kích cỡ kiểu như vậy. Trừ khi dây mình chế thì nó mới có khoảng 1m hoặc là 0.8. Còn dây nguyên bản nhà máy nó làm thì nó sẽ phải dài tầm như vậy.